Bộ Y tế cho biết tính từ 17 giờ ngày 7 tháng 9 đến 17 giờ ngày 8 tháng 9, cả nước ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 12.663 ca ghi nhận trong nước, có 7.851 ca trong cộng đồng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc. Có 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Trong ngày có 13.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được điều trị khỏi là 325.647 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.479 ca. Ngày 8 tháng 9, ghi nhận 335 ca tử vong, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 14.135 ca. Số lượng xét nghiệm từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay đã thực hiện 13.855.509 mẫu cho 40.898.357 lượt người. Trong ngày 7 tháng 9 có 771.937 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.809.234 liều, tiêm mũi 2 là 3.768.683 liều.